Hi, xin chào quý vị và các bạn. Và trong video clip hôm nay thì đây là một lời cảnh báo dành cho những người chưa biết hoặc là tò mò, là vì thấy nó rất là giống một cái loại sâm, giống sâm Hàn Quốc. Nói chung là giống sâm Hàn Quốc là 100% luôn, chứ không phải là giống 60-70% nữa. Là cái cây này đây. Ở đây tôi khuyến cáo quý vị là không bao giờ được dùng cái cây này, vì là ông chú đã dùng rồi, đó, dùng cái cây này rồi và chóng mặt, ngừ đầu óc tần vần mơ man, xít tí nữa là chuyển viện. Thì vì ông dùng rất ít, hàm lượng rất là ít. Đây quý vị quan sát cái cách dễ nhận biết nhất là cái cây nó có cái dạng như thế này và trái nó đây, đây. Và cái củ này nghe, khi mà đào lên á, nó giống sâm Hàn Quốc 100% luôn, không phải là giống 90 hay 70% nữa, mà nó giống 100% luôn. Và lá nó có dạng như thế này đây. Thì tên gọi thì tôi cũng quên mất rồi, vì ông sợ lắm rồi, nói cũng chả thèm nhớ cái tên nó là để làm gì đó. Thì chú cũng chia sẻ là kiểu cây này nè, chú cảnh giác cho cộng đồng là họ không được dùng đó, vì nó rất là giống. Đây cái thân đây đào, khi đào lên á, cái củ nó rất là giống cái sâm Hàn Quốc. Đây củ nó này, đó. Củ nó rất là giống cái sâm Hàn Quốc và lá dưới chân này nó to hơn cái bàn tay luôn, và lá trên nó thân lá dài như lá xoài như thế này và to như bàn tay, đây quý vị có thể quan sát này, đó, lá dài và lá rất là mềm mịn mảnh, và thân nó là thân dạng thân như thân thù lù rồi ấy, thân mềm. Mà quý vị ở đây là đừng có thấy mà nó giống sâm Hàn Quốc nên cứ tưởng nó là chắc nó cũng thuộc loại sâm, lấy uống là chết á. Cho nên là coi như coi cẩn thận chứ chết oan đấy. Cho nên là ở đây chia sẻ là khuyến cáo quý vị là không được dùng. Trái nó có cái dạng như thế này đây. Đây chín nó màu đen. Chín thì nó màu đen. Và sống thì nó màu xanh. Và lá nó thì cứ có cái dạng như thế này đó. Như vậy là video chia sẻ của tôi và khuyến cáo không ai được dùng cái cây này nha. Khi nào mà tôi biết được cái công dụng khác nữa là tôi sẽ chia sẻ cho quý vị tiếp. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Và nếu yêu mến tôi thì đừng quên đăng ký kênh của tôi, cũng như là chia sẻ cho nhiều người cũng biết đến kênh của tôi hơn, để tôi có thêm động lực và tôi làm tiếp những cái video khác chia sẻ cho quý vị. Bye bye.